Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày hôm nay, nhiều vùng biển trên cả nước sẽ có mưa dông. Quan sát trên ảnh mây vệ tinh lúc này thì cũng có thể thấy là các cụm mây dông gây mưa đang tập trung ở phía bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ và các vùng biển ở phía nam. Trong chiều nay, thì Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ là nơi có mưa to, cảnh báo sẽ có dông kèm theo khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Nơi có mưa nhiều trong ngày hôm nay là vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi, quần đảo Trường Sa. Tầm nhìn xa sẽ giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra có khả năng sẽ ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con khai thác xa bờ cần liên tục cập nhật thông tin thời tiết để có hướng di chuyển và khai thác phù hợp. Với huyện đảo Hoàng Sa, mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa ở đây vẫn trên 10 km, gió nam ổn định ở mức cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn với khu vực đất liền trung bộ chiều nay chủ đạo vẫn có nắng, chiều tối một vài nơi như là Thanh Hóa, Đồng Hới, Huế và Đà Nẵng có mưa dông, nhiệt độ toàn miền phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Bản tin của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.